Khi thành phố Hà Nội vận động người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, thì dấy lên hai luồng ý kiến tranh luận gay gắt, nên hay không nên ăn loại thịt này như một thói quen. Nổi rõ trong các luồng ý kiến tranh luận là cho đến nay chưa có một quy định cụ thể, rõ ràng nào đối với kinh doanh thịt chó. Cũng chính điều này gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong kiểm tra, quản lý. Luồng ý kiến ủng hộ không nên ăn thịt chó, thậm chí là phải cấm buôn bán, cho rằng việc giết mổ, kinh doanh thịt là rất tàn bạo, thiếu văn minh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trái lại, có luồng ý kiến nói việc ăn thịt chó là bình thường như những động vật khác. Những người dân là nuôi con chó là nó là thú cưng, mà nhiều khi thì mình thấy nó cũng ghê quá, cấm được là tốt. Cho đến nay, với thịt chó, chưa có những quy định cụ thể về kiểm tra, kiểm dịch. Và điều này đồng nghĩa với việc không có bất cứ cam kết nào về chất lượng, nguồn gốc thịt chó. Trong khi đó, buôn bán thịt chó có thể mang lại lợi nhuận lớn, nên không ít người đeo bám buôn bán loại thịt này từ năm này sang năm khác. Tôi nói là cái chợ này thì 90% là cái chó, 80-90% là cái chó không rõ nguồn gốc. Là chó trộm, chó thuốc. Đây thì thực là nhà nó mua là mua chó, người dân người ta bán cho thôi, người ta bán cho thôi. Cấp cho thị trường thực ra ở đây có cung thì phải có cầu, có người ăn có người tiêu dùng thì chúng tôi mới làm. Thực ra là cũng không phải là bây giờ nếu nhà nước có chế tài mà cấm hẳn thì chúng tôi nhất trí chuyển đổi công việc chúng tôi không làm. Trên thực tế, các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn trong việc kiểm tra và xử lý những điểm giết mổ, kinh doanh thịt chó. Và dường như các cơ quan chức năng chỉ có thể dừng lại ở việc xử phạt vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Chuyện các điểm giết mổ, kinh doanh thịt chó nhanh chóng phi tang thịt và khóa trái cửa rồi bỏ đi ngay khi mới thấy bóng dáng đoàn kiểm tra xuất hiện đã diễn ra như cơm bữa tại khu buôn bán tập trung ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, nơi được xem là thủ phủ thịt chó tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa người ta lúc lực lượng xuống thì người ta bỏ vào nhà, ta khóa cửa, ta đi. Thì khó khăn là nếu như phải tịch thu tăng vật thì phải có lệnh của công an và các đơn vị khác, cho nên nó ảnh hưởng tới cái thời gian cũng như trong cái công tác tác nghiệp. Ngụy trang thì buôn bán có khi thì chỉ để treo bảng thôi, còn thịt chó hoặc là với lại để củ riền mắm tôm thôi, còn thịt chó người ta giấu trong, ai cần thì người ta đưa ra hoặc là có cái điện thoại người ta chạy đi giao. Thì ở đây số lượng mỗi sạp hàng bán một ngày hơn 10 con, cho nên là cái lợi nhuận nó cũng rất là cao, cho nên là các cái đối tượng ngụy trang cũng rất là tinh vi. Hiện nay ở phường Trung Mỹ Tây còn 5 sạp buôn bán thịt chó, đã nhiều lần cam kết không buôn bán giết mổ chó, mèo, song cam kết rồi đâu vẫn vào đấy. Thịt chó này hiện nay chưa có cái hành lang pháp lý cụ thể để xử lý, cho nên phường cũng nhiều lần cũng lúng túng trong cái biện pháp xử lý. Cho nên nói như từ đầu thì phường cũng đã có mời lên các cái hộ buôn bán, các hộ cho thuê cam kết vận động và có nêu rõ những cái tác hại. Cho nên là các hộ này cũng tự biết là cái công buôn bán thịt này là sai. Cho nên mỗi lần phường xuống xử lý thì cũng không có chống cự, mà chỉ có ngụy trang hoặc là bỏ hàng để bỏ chạy để không bị xử phạt vi phạm hành chính. Cũng mong là các cơ quan nhà nước có liên quan có cái tạo cái hành lang pháp lý nào đó để các cái đơn vị xử lý nó có cái mạnh tay hơn trong cái công tác xử lý cái vấn đề này. Ăn hay không ăn thịt chó là lựa chọn và ứng xử của mỗi người. Tuy vậy, trước thực tế 100% thịt chó buôn bán trên thị trường không rõ nguồn gốc, không lấy gì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thì việc tiếp tục thả nổi buôn bán thịt chó đúng là điều quá đáng lo. Thực tế đó cũng đang đòi hỏi cần có những quy định siết chặt kinh doanh thịt chó.